Gia Lai nè mấy bạn. Bây giờ mình cũng mới mượn được chiếc xe nè. Mới mượn chiếc xe này của ông anh mình. Mình có ông anh quen ngoài đây. Bây giờ để mình đi ăn sáng rồi đó. Để mình đi kiếm chỗ ăn sáng nữa mà, mấy bạn. Rồi mình cũng mới uống cà phê ở đây mới ra cái lạnh quá trời lạnh luôn. Mình phải mặc cái áo khoác vậy nè. Để mình cài áo khoác vô cái đó. Cái xe để lâu ngày mấy bạn, đạp nó khó nổ gần chết. Đạp 20-30 lần á. Mà bây giờ nó nổ rồi, bây giờ mình đi đây đi cái đã. Quá trời đây lạnh, ai cũng mặc áo lạnh giáo nè. Ra đường 10 người hết 11 người mặc áo lạnh rồi. Để bây giờ mình chạy xe đi cái đã. Đi kiếm cái chỗ ăn sáng nè. Đây nè mấy bạn, mình vừa tới cái quán đặc sản Tây Nguyên nè. Phở Phô Hồng, đặc sản nổi tiếng Tây Nguyên. Để mình ăn sáng rồi đó. Trong này đi. Cái một tô khô đi chị. Có hai một tô chị ơi. Đây là mấy bạn, ở đây cái quán này cũng rất là đông nè. Có nhiều người tới ăn lắm. Mình mới vừa kêu một tô phở khô. Ở đây thì cái quán này cũng nổi tiếng khá lâu rồi. Mình lần đầu tiên mình tới đây. Mình vừa vô ngồi cái người ta đem tới cho mình cái dĩa rau nha nè. Rồi cái chén tương để chấm. Vậy đó, chờ món tới. Có được rồi chị? Không. Nè mấy bạn, người ta đã đem đủ cho mấy thức ăn của phở khô cho mình nè. Một tô phở khô, xong rồi một chén nước súp, rồi dĩa giá, rau, rồi chén tương. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ăn thôi. Thôi mời mọi người ăn sáng nha. Ăn sáng rồi mọi người. Quen luôn. Đây cái nước súp này nè đây nè. Có thịt bò tự nhiên rồi cái này nè. Đây cái chén nước súp nè. Mình mới bỏ ra rau rồi vô thêm cho nó chín nè. Quán này rất là đông. Này phở khô. Phở khô là có những tiếng khô. Đây bột tôm lê của nó nè. Tô chín nè. Tô bún này có chép mỡ với cái thịt bằm. Còn bên cái tô nước dùng á, có cái thịt bò. Nhà thịt bò Thái. Bò viên nữa. Miếng bò viên. Lấy một miếng thịt này chấm với cái nước cái tương này nè mọi người. Ăn rất là ngon. Cái tương này người ta làm ngon lắm. Làm cái tương hộp hay gì á. Làm cái tương hộp. Có cái hộp tương nào mọi người. Còn hộp tương nữa. Còn cái hộp tương mà. Ngon cực kỳ. Không, mình ăn chén thịt cạnh tranh luôn. Nó ngon cái tô. Nè, tới cái tô nước súp này. Tới cái tô nước súp này. Còn mấy miếng thịt bò. Mình ăn xong rồi mọi người. Bây giờ mình uống miếng trà ở đây nha. Đầu mình thanh toán tiền mình đi
làm đấy. Thầy nghe kia ở đây rất là ngon. Thôi bây giờ mình uống ly nước, hết ly nước rồi mình đi thôi. Đi vòng vòng coi kiếm chỗ nào hay bắt đầu mình quay cho mọi người xem nha. Quá trời, mình chạy nãy giờ mình đi lộn đường các bạn. Là để bây giờ mình đang quay lại để đi hỏi đường ta cái đã. Ở đây ta hai bên đường ta trồng cao su quá trời luôn. Không. Bây giờ để mình lo mình chạy xe này để lát cái lạc đường nữa là chết luôn. Anh cho em hỏi cái đường về ra cà rai đi đường nào anh? Lên đây, lên đường cái đường đó quẹo qua đường trái. Quẹo được. Rồi. Quẹo trái. Đúng luôn. Chúng ta tới cái địa á. Dạ. Rồi rồi rồi. Rồi cảm ơn anh. Mình mới hỏi đường được mấy bạn. Phong cảnh ở đây rất là đẹp mấy bạn. Sáng giờ mình cũng chưa thấy nắng gì nữa. Trời cứ kéo mây quá trời vậy đó. Đây rất là đẹp. Đây có mấy chỗ trồng trồng rau nè mấy bạn. Kiếm chỗ thăm vô đó. Đây nè mấy bạn. Mình đi trên đường mình đi nè. Ở trên cái đồi, đi ngang cái đồi nè, ở dưới chân đồi á người ta trồng rau xanh quá trời luôn. Nên dựng xe xuống đây. Ở đây người ta có cái mương là mình lội qua không được, đằng kia người ta rào cũng tiêu rồi. Không quá trời người ta trồng rau xanh á, nguyên cái khu cái đồi này luôn, dưới chân đồi luôn á mọi người. Không. Ở đây người ta trồng cải bắp á mọi người. Hai bên bờ đẹp lắm, cỏ mọc tùm tùm luôn. Phía sau đây trong kia nữa, đó ở trong đó đó. Đây người ta rào nên người ta trồng cải bắp á, với cái cải gì nè. Cái cải gì mà súp lơ á. Đó. Để mình vô cho coi. Cây súp lơ mình ta rào mất tiêu rồi, không biết cái sợi dây này có cái gì không. Nhiều lắm mấy bạn không. Mà bây giờ để mình đi ra ở đó người ta có làm cái bát tưới phun mưa đó, ở đó người ta làm cái bát tưới phun mưa quá trời luôn nha. Mà bây giờ mình đi ra để đứng quần quận này lát trễ đi trễ chỗ làm nữa. Đây nè mấy bạn, mình đi một hồi mình bắt gặp được cái chỗ mà người ta làm hủ tiếu khô nè mấy bạn. Người ta phơi sợi hủ tiếu nè. Bên kia có người ta cũng phơi nữa đó. Để mình vô cho mấy bạn xem cái đó. Đây nè. Sợi hủ tiếu người ta làm cái người ta phơi đó, mấy bạn phơi ráo rồi bắt đầu người ta đem vô người ta sắt ra à, người ta sắt thành sợi hay sợi hủ tiếu này. Đây nè mấy bạn, cái sợi hủ tiếu khô nè, khi mà người ta phơi xong người ta cắt ra mấy bạn, rồi bắt đầu người ta phơi lại cho nó khô thêm lần nữa rồi người ta sẽ bỏ vô bịch người ta đem đi bán. Nó trên kia cũng quá trời luôn rồi, ta phơi thì nhóc mình chỉ quay được chút ít ở phía bên ngoài cho mấy bạn xem thôi. Thôi bây giờ mình tiếp tục mình đi mấy bạn. Nên mấy bạn bây giờ mình trên đường mình đi làm á, mình thấy có cái vườn cà rốt mà cái đang thu hoạch nè. Cái em đó anh đang nhổ củ cà rốt lên á. Hồi đó giờ mới thấy nhổ cà rốt nha. Cà rốt luôn á. Mình nhổ lên mình thấy mình cắt vậy luôn ha. Giờ xong mình vô mình rửa ha. Dạ, rửa bỏ bơi nha. À. Giờ mình đem ra ngoài
không có người tới lấy. Lấy hả? Người ta tới lấy luôn không? Không, dạ. Không cần ấy ha. Dạ. Giá này được cao không em? 700 ngàn. À, quá cho bự luôn ha. Cụ nào cũng nấy, u nào cũng nặng. Cái này nhỏ, nhỏ, nhỏ có... Mình có trồng cải trắng không? Ha, trồng cà rốt không? Dạ, cà rốt không. À, đây nè mọi mấy bạn, cà rốt khi nhổ lên nó vậy nè. Rồi cái đó mình cho bò ăn hả? Cái lá đó đem cho bò ăn. Nay mình trồng là 3 tháng, 3 tháng là thu hoạch. Nhà em dưới kia hả? Hay là ở đâu? Đây nè mấy bạn, cái củ cà rốt nè. Cái củ này nó bị đột biến rồi nè. Củ này nó bị đột biến rồi cho nên nó bị hư rồi. Cái này mình bỏ hay mình lấy? Dạ, lấy luôn, lấy củ. Củ bây giờ xe nước á. À, người ta làm nước ép ha. Nè mấy bạn, mình đi một hồi mình tới cái chỗ đi vòng vòng dạo chơi á mấy bạn. Mình tới cái chỗ cái khu cánh đồng nè. Ở phía xa xa kia đó, đó đó phía xa xa đó đó người ta đang cắt lúa đó. Để mình zoom lại gần cho mọi người mấy bạn xem nha. Đó, phía xa xa đó đó. Đây không có đường xuống, nó có được phong cảnh đồi núi. Hình như bên kia là bệnh viện hay là cái khu gì đó không biết. Thôi mình để mình tiếp tục mình đi nha mấy bạn. Coi coi. Giờ đi đâu đây? Thôi để mình đi lên cái đó. Đây là ruộng bậc thang á. Ở dưới đó người ta làm ruộng bậc thang. Thôi chào mấy bạn nha. Bây giờ mình đang ở bến xe Đức Long. Cũng chiều tối rồi, bây giờ mình cũng phải về Sài Gòn rồi. Do nãy chiều mưa quá mình không có quay nhiều được cho mấy bạn xem. Giờ mình phải lên xe rồi. Này tại 2 phải không anh? À đúng rồi anh. Anh tên gì? Tình Nghĩa, cái giường 12B. 254 số điện thoại 254. 254 là Tình Nghĩa số 14B. 14B. Rồi cho anh mấy tiền vé luôn anh. Đứng kia. Bây giờ mình đang gửi đồ luôn nè. Dạ. Dạ đúng rồi, Tình Nghĩa. Em ơi, về qua kia em ơi. Thôi bây giờ mình lên xe mấy bạn. Thôi chào tạm biệt mấy bạn nha.